và kính thưa quý vị Sài Gòn đưa tin rằng Hà Nội sẽ xây trường đua ngựa 100.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã quyết định lấy 100 ha đất của người dân để xây trường đua ngựa với số tiền là 100.000 tỷ đồng và năm 2019 sẽ thực hiện dự án nói trên. Tờ báo VN Express ngày 11 tháng 12 năm 2018 loan tin, Hội đồng nhân dân Cộng sản Hà Nội đã vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hà Nội cho đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Và trong quy hoạch này, thì dự án chính là tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa, cá độ đua ngựa. Dự kiến dự án này sẽ lấy gần hết cánh đồng đang canh tác lúa và hoa màu của người dân của xã Tân Minh và một phần thuộc xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu Mỹ Kim, tương đương với 10.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Dự án sẽ được thực hiện vào năm 2019, tuy nhiên đến nay thì xã Minh Tân vẫn chưa nhận được kế hoạch cụ thể về phương án thu hồi đất và xây dựng. Xã chỉ nhận được lệnh vào tháng 3 là phải tiếp một đoàn viên chức thành phố và đại diện một công ty đến đo đạc, khảo sát, còn lại thì không biết gì cả. Kính thưa quý vị, xã Tân Minh có 3.600 gia đình với 70% làm nông nghiệp. Diện tích đất mà nhà cầm quyền Cộng sản sẽ lấy làm trường đua ngựa là những mảnh đất người dân nơi đây đang trồng lúa hai vụ và hoa màu. Và rất có thể nếu dự án này được thực hiện thì sẽ có khoảng 70% người dân của xã Tân Minh và một số người dân của xã Phù Ninh sẽ trở thành dân oan bất đất để phục vụ thú chơi đốt tiền của các quan tham Cộng sản.